Để phục vụ tốt cho nhu cầu du lịch tăng cao trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 tới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố đã có kế hoạch triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng và thái độ phục vụ tại các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn. Theo đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch được yêu cầu niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, không được tùy tiện tăng giá, ép khách, đảm bảo chất lượng tương xứng với giá và nâng cao chất lượng phục vụ khách, xây dựng môi trường du lịch văn minh, đảm bảo an ninh trật tự. Ngoài ra, thành phố còn công khai số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ du khách để tiếp nhận các phản ánh. Và vào dịp cao điểm sẽ tăng cường công tác thanh kiểm tra đột xuất, đặc biệt là tại các khu vực điểm nóng hoặc tập trung đông khách du lịch như đèo Hải Vân, khu vực quận Sơn Trà, quảng trường nhà hát Trung Vương, chợ Hàng. Theo ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Đà Nẵng, mục tiêu của kế hoạch này nhằm chấn chỉnh ngăn chặn tình trạng ứng xử thiếu văn hóa văn minh cũng như nâng cao chất lượng các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố để thu hút khách du lịch.